Đây là kho hàng dự trữ để phục vụ quý khách gần xa khắp cái đất nước. Cái hình chữ S thân yêu này nhá. Đang nghỉ hè nên là cho các cháu vào việc sớm. Mới lao động mới cho bố được 1-2 buổi lại đòi tiền lương. Bó tay ấy mày. Đây là khuôn sắt. Các loại khuôn thủ công để phục vụ các bác đây. Đấy. Do điều kiện kho bãi nó không được quy hoạch lắm các bác thông cảm. Hàng hóa tương đối lằng nhằng. Các bác có nhu cầu về các loại khuôn mẫu trang trí xây dựng thì có thể liên hệ trực tiếp với số 098 1441 808. Gặp bác Quý là nhân viên quản lý kho và đồng thời cũng là bán lẻ. Hoặc là cần tư vấn về sản xuất, mở dự án mới, mô hình mới thì các bác có thể liên hệ với đồng chí Thiện. Đồng chí Thiện với số điện thoại là 034 8998 679. Toán 9-10. Ai lái kiểu gì đấy, đây nó lại lái nhưng chưa bao giờ được lái. Các bác tham quan, các bác ở xa nhiều khi là chúng ta mua hàng ở xa, nhiều khi mua trên mạng nó rất là ngại cái việc chuyển tiền thanh toán với nhau, sợ là mất tiền hoặc là không nhận được hàng. Các bác có thể yêu cầu nhân viên của chúng tôi là mở phát tham hoặc là gọi video, gọi hình trực tiếp chọn mẫu đấy để kéo rút ngắn cái thời gian trao đổi lại với nhau. Thứ nhất là vừa đáp ứng cái nhu cầu của các bác. Hai là cơ sở chúng tôi cũng diễn ra là cái việc nhanh bán hàng để hai bên nó đặt cái nguyện vọng của nhau. Nay đồng chí Mạnh là tuyển thêm nhân viên mới à? Anh giải lao nào? Hả? Đang làm giải lao sao đấy? Mày giờ hành chính đây nhá.